Anh em ạ, thật là buồn nhưng mà không biết nói sao nên lời. Buôn bán thì ế ẩm quá, vợ chồng thôi á, xúc động quá. Cho toàn ăn mắm không à? Này, đây là mắm mắm cá hả? Mắm cá. Mắm thính. Mắm cá thính, mắm cá thính, cá nục thính. Ha. Rồi. Còn đây là mắm rò. Anh em biết mắm rò không? Mắm cơm. Mắm rò cá cơm. À, mắm gì à? Còn bên này là cà. Cà dầm tương. Cà dầm tương. Bên này là rau, này là rau luộc. Còn mà nói thực tế ra nói mà nó nói toạc ra là rau heo. Rau cho heo ha. Rau cho heo anh. Còn đây là nước luộc rau. Nước luộc rau chứ không có thịt nha anh em nha. Bình thường á ví dụ như được luộc thịt đúng không? Còn hôm nay không có gì cả. Đó là cái giá cho cái việc mà buôn bán đấy ẩm đó anh em. Nó liều lắm mà bán hả? Nên là anh em cũng ráng mà bán đấy chứ còn không là anh toàn ăn mắm vậy đó. Mà tất cả cái mắm này á là đem từ Quảng Trị vào anh em ha. Ship từ Quảng Trị vào á. Quảng Huế là Quảng Trị Huế mà. Quảng Trị Huế là một á. Nên là mà 1 giờ chiều mới được ăn nha, chứ không phải là được ăn sớm nữa. Ế ngày 2 bữa thôi. Ế là ngày 2 bữa sáng là cho ly cà phê rồi chiều là trưa là anh mắm. Cố gắng mà làm mà bán thôi để có cơm ăn nha, có thịt ha. Này là không có thịt thật. Ăn không được chắc. Này là bánh mè sừng. Nó vui vẻ thôi chứ ngon lắm anh em nha. Nhìn mấy món này là có nhiều người là phải thèm chảy nước miếng này. Vừa mặn nè, vừa cay nè ha. Vừa mặn vừa cay ha. Vừa hôi vừa thúi ha. Có hết nha. Đó. Nhiều người gọi là mắm thúi á. Anh em nhìn này khiếp không? Tươi sống không ăn mà ăn. Anh em nhìn chân này mắm cà mắm ớt nè. Ớt này toàn ớt hiểm không chứ không vừa đâu. Khiếp cũng khiếp không? Nên ăn được cái món này cũng gọi là cũng giỏi lắm đó. Và em thì khôi thì không ăn được nha. Ăn sơ sơ thì không được ăn được ớt. Chỉ có cơm vợ ăn được thôi. Nên mồm mạnh lắm. Dược nữa. Mấy người ăn ớt là người dược lắm em nha. Anh em nào mà anh em bạn bè nào mà chưa có vợ á, ví dụ như quen bạn gái á, hỏi là em có ăn ớt được không, kiểu chuột em ăn nhiều lắm, một lần em ăn là ăn cơm là chục trái là thôi ra ra đi. Ăn cay được á thì sẽ uống được, ví dụ như, uống được bia luôn nha. Ăn cay được uống được bia, đó là điều chắc chắn luôn nha. Ý là đang nói xấu vợ đó không? Được thôi, đã tham khảo trên 100 ý kiến thì có hết 80 ý kiến là đồng tình rồi đó. Nên là rất là dưỡng. Ăn đi. Nói nhiều. Nói cũng được nói nè. Thôi vậy thì ăn cơm đi. Ăn cơm với mắm. Mắm cá. Hấp dẫn lắm. Rau này là rau ở quê. Làm sạch. Không phân không thuốc. Trồng trên đất thôi. Trời. Chúc mọi người ngon miệng ha.